Xin chào tất cả các bác. Ở đây thì em đang có một cái đầu 5.1 có model là Onkyo FDR155, giá chỉ có 990.000 thôi. Để các bác mua về làm giải mã hoặc là nghe đĩa CD, DVD đều được. Chức năng của nó thì tương tự một chiếc đầu đĩa, nhưng mà nó có thêm chức năng giải mã và kết nối được với âm ly đa kênh 5.1, rất là tiện lợi. Hàng bãi, nội địa, sử dụng điện nguyên bản là 100V. Với chức năng giải mã optical thì các bác có 3 cổng optical với 1 cổng in và 2 cổng out. Cổng in này thì các bác có thể kết nối với Smart TV xuống, và 2 cổng out này thì các bác xuất âm thanh sang một cái thiết bị khác. Bên đây là cổng AV xuất hình lên TV khi các bác chạy đĩa DVD. Trên đây là các cổng AV, rất nhiều cổng AV, cổng in out để các bác kết nối với điện thoại, laptop. Và 5 cổng để các bác kết nối với âm ly 5.1 xuất âm thanh ra và có thể xem phim hoặc là nghe nhạc. Rất là nhiều chức năng. Ở đây thì nó ghi là AC 100V, sử dụng điện 100V, công suất 27W, made in Japan, hàng nội địa. Cái này thì nó không có công suất nên các bác sử dụng như một chiếc đầu giải mã bình thường. Ở mặt trước này hình thức còn khá là đẹp với ít giày xước. Các bác có thể sử dụng các chức năng rất là đơn giản như ở trên này. Cổng input để các bác chuyển cổng. Mình ở đây thì em đang để cổng CD, DVD là chạy đĩa. Qua bên này là cổng TV, là cổng kết nối cổng quang. Khi các bác kết nối sợi dây quang vào đây, nó sẽ hiện optical. Đang để chế độ âm thanh stereo, các bác có thể chỉnh ở đây này, stereo. Surprise này là để chỉnh âm thanh 5.1. Qua bên đây là cổng MD, CD các thứ là cổng để kết nối AV phía sau, điện thoại, TV, cũng như là kết nối FM, AM, bắt được radio. Nhìn chung thì nó có rất nhiều các chức năng, nhưng mà chức năng chính bây giờ các bác sử dụng nhiều nhất là chức năng làm giải mã cổng quang optical từ Smart TV xuống. Thì bây giờ các bác có thể kết nối xuống âm ly để mình hát karaoke thì nó sẽ sáng hơn. Và cái này giá nó cũng rẻ nữa, hàng nội địa nên các bác hoàn toàn yên tâm. Mọi thông tin chi tiết về mua bán sản phẩm thì các bác nhớ liên hệ với em số điện thoại đang hiển thị dưới màn hình. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em.